trời đang mưa nha các bạn. Vừa lên tới đỉnh là trời vừa mưa luôn. Mưa thì mặc kệ trời mưa, mình cứ chơi. Trời mưa thì mình cứ chơi thôi. Anh đứng bên này nè, anh đứng bên này anh coi nè. Đây quá đẹp luôn nè. Lên bên này nè. Tuyệt vời bà con ơi. Ông mặt trời. Đây là cái vòi. Cái vòi mà hồi nãy anh em mình leo từ ở dưới bãi biển hướng biển Đông mình leo lên nè. Ôi trời ơi tuyệt vời. Mình không tin mà mình leo lên tới đây luôn. Tới đỉnh núi rồi nè. Hồi nãy mình từ dưới núi mình leo lên mình cảm thấy rất là thấy đầu tiên là mình thấy mệt nè. Lên tới đây rồi mình cảm giác nó cái sự mệt mỏi nó hết đi mọi người ơi. Thật là cảm giác bây giờ rất là sướng sướng, chỗ nó đã nó phê cho quá phê quá phê quá. Bây giờ gió hiu gió nó rất là mạnh nữa, rất là mát nữa, đúng không? Hồi nãy ướt đến áo bây giờ khô luôn rồi. Bây giờ thì má anh có ba gòi nè, quay trực tiếp đi. Đã lâu rồi mình không thấy nhau, em giờ sao bên phút trong anh ngồi nào. Bên anh thì mưa, bên em có nắng chưa, bao nhiêu dư thừa. Người ở bên anh tựa đầu gục ngã, bình yên trong anh đến là đấng cay bao đêm. Biết không em, đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm, đôi khi em vội vã đã làm em phải buồn, đã làm em phải đau. Anh xin lỗi em giờ nơi đâu, anh đây sao em không dắt anh đi cùng. Chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng, tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình. Giá như em cô gái anh từng yêu. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta đang tiếp tục hành trình leo. Sóc vỗ âm mì. Cao chốc vót. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Tuấn đang có mặt tại bãi Lò Vôi. Phía bên tay trái của Tuấn đây là nghĩa trang Hạng Keo nè. Đấy. Thì trong chiều nay thì hai anh em mình sẽ đi leo núi phía bên đây là đỉnh núi núi Vôi. Đó. Lên tới trên đỉnh là một hồi là sẽ quay cho các bạn video rồi cách kiểu chụp hình rồi sẽ đăng cho các bạn thấy. Hiện tại thì bây giờ nước nước biển đang rút thì anh em mình sẽ đi theo cái nước nước bên này, mình sẽ
sẽ đi leo theo cái voi của con voi á. Còn ngoài là cái núi này thì hình dạng nó giống như một con voi này. Đó, đi lên như vậy. Đó là cái vòi. Cái vòi đó, xong rồi mình đi không cầm nhất đó, cái túi như thế này thôi, đi dép thôi nè. Vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi, anh em cũng đi theo mình nha. Let's go. Wow. Rồi được rồi anh. Đó, mình đi thôi. Này nó không có cái đẹp của trời mưa chứ. Trời nắng có đẹp của trời nắng, mưa đẹp của cái mưa. Trời mưa có mây, có sương mù à.